Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình là chiếc iPad Gen 9 của Apple vừa mới ra mắt năm 2021. Thì thiết bị này đang chạy một cái hệ điều hành đó là hệ iOS 15.1 mặc định, và cái chip nó đang sử dụng là chip A13 Bionic rất là mạnh nhá. Hôm nay mình thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể chụp ảnh màn hình dành cho chiếc iPad này. Thì đối với chúng ta, việc chụp ảnh màn hình toàn bộ những cái nội dung ghi lại trên màn hình ấy rất là tiện lợi và hiện nay đang sử dụng rất là phổ biến. Khi chúng ta muốn lưu giữ cái khoảnh khắc mà chúng ta đang hiển thị, đang chơi game hay đang nhắn tin hay là đang có một cái hình ảnh gì đó mà chúng ta không thể lưu được, thì cái cách chụp ảnh màn hình nó là cái cách nhanh nhất để giúp chúng ta ghi lại cái khoảnh khắc đó. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có hai cái cách để chúng ta có thể chụp ảnh màn hình được. Thứ nhất là sử dụng phím cứng và thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng bằng nút home. Đấy. Bằng cái thao tác phím ảo. Đối với những thiết bị mà nó không có nút home cứng như thế này thì các bạn sẽ sử dụng cái nút giảm âm lượng, đây, giảm âm lượng và nút nguồn thay cho cái thao tác chụp ảnh bình thường, và chúng ta sẽ bấm cùng lúc hai nút đấy, từ iPhone 7 Plus trở lên chẳng hạn, iPhone 7 Plus trở lên, vì iPhone 7 Plus cái nút home nó sẽ không bấm được nên thao tác chụp ảnh nó sẽ chuyển sang cái nút giảm âm lượng. Đó, thì tương tự như vậy, những cái dòng iPhone trên 7 Plus thì đều sử dụng là nút giảm âm lượng để chụp ảnh. Còn đối với những nút hay những thiết bị mà nút nguồn, nút home này bấm được thì các bạn chỉ cần bấm đồng thời cùng lúc hai nút này giúp mình là được. Đây, ví dụ mình bấm này. Đó, các bạn bấm đồng thời cùng lúc, bấm nhanh nhá, bấm nhả ra luôn. Bấm nhả ra luôn. Đó, bấm nút nguồn và nút home để chụp ảnh cùng một lúc. Tuy nhiên là nếu chúng ta bấm nhiều như thế thì sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là cái nút nó sẽ bị liệt, cũng như là bị thụt vào, hay là cái độ nhạy, độ chính xác nó sẽ không được, nó còn được bền nữa. Nên là đối với những bạn nào mà muốn thiết bị được bền bỉ hơn hay chúng ta sử dụng máy nó giữ gìn hơn thì các bạn sẽ thực hiện thao tác giúp mình, đó là sử dụng cái nút home ảo này. Đấy. Để chụp ảnh được màn hình trên nút home ảo mặc định ấy, thì sau khi các bạn bật nút home ảo lên, các bạn có thể vào trong playlist mình sẽ xem cái cách bật nút home ảo nhá. Rồi. Sau khi bật được cái nút home ảo này lên thì nó sẽ có cái mục là như sau, chạm vào này, mục thiết bị. Đó. Và nó sẽ có cái mục đó là mục đây, thêm. Các bạn sẽ bấm vào mục thêm. Đấy. Mục thêm thì nó sẽ có các phần như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy mục chụp ảnh màn hình. Đó. Thì các bạn bấm một lần. Đó, nó sẽ tự động chụp ảnh luôn. Rồi. Tương tự. Đây, thiết bị này, thêm này, chụp ảnh màn hình. Đó. Đấy, thì đấy là những cái thao tác để chụp ảnh màn hình đối với phim không ảo. Có một cách để chúng ta đưa cái phần chụp ảnh màn hình ra ngoài nó dễ hơn. Ví dụ mình thay vào cái chữ tùy chỉnh này bằng cái nút home ảo, chụp ảnh màn hình đi, vì mình hay chụp hơn đấy, nên mình sẽ đưa nó ra ngoài thay cho nút tùy chỉnh ấy nhá. Vì để truy cập vào thiết bị rồi thêm rồi chụp ảnh nó mất 3 bước cơ, nhưng nếu mà thay vào chỗ tùy chỉnh này chúng ta chỉ cần bấm một nút, hai nút có thể chụp ảnh màn hình được. Đó, thì tương tự như cái clip trước mình đã hướng dẫn rồi ấy, các bạn sẽ truy cập vào cái đường dẫn của nút home ảo này và thay đổi vị trí các nút bằng cách cài đặt. Đó, kéo xuống dưới phần trợ năng. Đó, tiếp đến là phần cảm ứng, tiếp đến là cái phần Accessibility Task. Rồi, và tiếp đến phần chọn vào mục là tùy chỉnh menu điều khiển. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị ra những cái phần menu như thế này. Và ở cái phần tùy chỉnh này, hoặc là bất kỳ những cái phần nào các bạn ít dùng, các bạn sẽ chọn tùy chỉnh và kéo xuống, chọn phần là phần chụp ảnh màn hình giúp mình là xong. Đây, chụp ảnh màn hình. Ok, thoát ra ngoài. Bây giờ các bạn mở nút home ảo lên, ngay lập tức nó sẽ có cái phần chụp ảnh màn hình. Đấy, ra bên ngoài luôn rồi. Bấm chụp ảnh màn hình. Đó. Sau khi chụp ảnh màn hình xong rồi, hình ảnh nó sẽ hiển thị ở góc như thế này. Các bạn vuốt hình ảnh này để nó mất đi. Và tương tự khi các bạn về góc, các bạn chạm vào, nó sẽ cho chúng ta một cách đó là chỉnh sửa. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta có thể kéo, cắt, chọn cái phần mà các bạn muốn nhấn mạnh, muốn tập trung. Tương tự như vậy, các bạn có thể sử dụng cái đầu bút này. Đấy. Bút màu gì, độ đậm nhạt ra sao, viết chữ, vẽ lên, ghi chú, ABC vân vân và vân vân. Đó, thì đây là một những cái thao tác chụp ảnh màn hình đồng thời chỉnh sửa rất là tiện, rất là nhanh, rất là dễ dàng trên hệ điều hành iOS 15, iPadOS 15.1 này. Đấy, tương tự như thế đối với những cái hệ điều hành iOS từ 13 trở lên thôi, 12, 13 là đều có thể sử dụng được cái thao tác này rồi. Đó, thì đây là một cái mẹo để các bạn có thể sử dụng làm chủ chiếc iPad của mình, cũng như là chụp ảnh màn hình trên chiếc iPad này. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm các clip khác nhé. Chào các bạn.